Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra IC nguồn led driver sống hay chết bằng phương pháp cấy nguồn cho IC. Đây, mình có một số lưu ý để mà khi mà các bạn áp dụng cái phương pháp này. Đó là cái cách này á là chỉ áp dụng cho cái mạch nguồn led driver mà có cái chân cấp nguồn VCC á, dưới 15V ha. Đồng thời với những cái IC mà nguồn led driver có VCC bằng cái điện áp B cộng, có nghĩa là 310V DC, như IC đèn led trạng đông á, thì không nên áp dụng. Đây nè, như IC nguồn led driver rạng đông á, mấy cái bo này, cái con IC nguồn led driver này á, chân số 4 của nó là VCC, cái câu lên cái đường B cộng. ~310V luôn. Thì đối với những trường hợp này á, thì các bạn không nên áp dụng nha. Nói chung là để an toàn điện á. Còn đối với những trường hợp như trường hợp nào, cái bo nguồn led driver thông thường á, thì nó có những cái con điện trở có chỉ số cao á, nó gây sụt áp, điện nó giảm dòng điện xuống, hạn dòng luôn. Thì nó cấp nguồn vô chân số 4 VCC. VCC nó lấy từ 310V DC sau chính lưu á, nó sụt áp là còn khoảng 11,45V. Để cấp nguồn cho con IC này nó hoạt động, thì những cái trường hợp này á, mình khuyên các bạn là có thể áp dụng được đối với những trường hợp này. Còn những trường hợp bo nguồn led driver đông á, thì tại vì cái chân VCC của nó câu trực tiếp lên B cộng, thì các bạn không nên áp dụng nha. Mà các bạn khi mà cái đo đạc các bạn cẩn thận, không khéo nó bị giật hoặc bị chạm, bị cháy nổ. Còn đối với những trường hợp này á, thì các bạn có thể áp dụng cách này của mình. Như trong những cái video trước mình đã phân tích cho các bạn á, thì cái cấu tạo của con IC nguồn led driver á, thì bên trong nó tích hợp cái con MOSFET bên trong, cái chân 5, chân 6 là cực rang, cực D của con MOSFET, chân số 7, số 8 á, là cực S của MOSFET xuồng. Thì con IC này hoạt động á, nó dựa vào cái con MOSFET bên trong. Khi mà MOSFET nó giữ bảo hòa thì nó sẽ nối liền nha, cái chân 5, chân 6 á, nối liền với chân số 8. Qua điện trở RS1, RS2 nè, nó xuống mắt. Đây là cái những cái trường hợp mà MOSFET nó giữ bảo hòa, còn trường hợp nó ngưng dẫn á, thì cái điện trở giữa hai cái chân F và chân D khá lớn, nói chung là hở mạch, nó không có kết nối ha. Do đó thì cái con IC nguồn led driver này á, nó hoạt động theo cơ chế là ngắt dẫn, lúc dẫn lúc ngắt, lúc dẫn lúc ngắt, nó không hoạt động liên tục. Rồi để cho các bạn dễ hình dung á, thì cấu tạo của MOSFET này nè, nó sẽ gồm có 3 cực ha, cực D nè, cực S nè, cực G nè, cực cổng á. Cái chân này là chân điều khiển của nó nha, thì có xung vô đây á, thì nó sẽ dẫn bảo hòa ha. MOSFET của mình á, có hai kênh, kênh B và kênh N. Thì trong các video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đo cái con IC này. Này, dấu chấm của mình là chân 1 nha các bạn. Đếm ngược chiều kim đồng hồ ha. Là chân 1, 2, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 8 ha. Thì ở đây á, chân số 1 của mình á, dấu chấm này chân số 1,
nó sẽ nối qua mát. Mát của mình đó là mát của tụ nè, tụ lớn là khoảng 400V mà. Còn chân số 4 của mình là cấp nguồn VCC. Ở đây mình sử dụng một phương pháp gọi là cái phương pháp cấy nguồn, có nghĩa là mình cấp một cái nguồn rời bên ngoài vô hai chân cấp nguồn của IC, cụ thể là chân 1 và chân số 4. Mình cấp nguồn khoảng 12V DC. Thì ở nhà các bạn á, nếu mà các bạn có cái cục adapter 12V rồi thì các bạn cứ hàng nối dây điện vô chân số 1 và chân số 4 của IC. Rồi các bạn đo. Ở đây mình không dùng một cái nguồn adapter, mình sẽ dùng một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại. Nói chung là cách làm cũng tương tự nhau. Thì ở đây mình sẽ cấp nguồn lên khoảng 11.45V. Đây mình sẽ bằng biến trở chỉnh lên cái mức khoảng 11.45V. Để mình cấp nguồn cho con IC nguồn Red River. Mình nhắc lại nha, các bạn nên áp dụng đối với những cái con IC nguồn Red River mà nó có mấy con điện trở mồi nè, nó giảm áp từ 310V DC xuống còn khoảng 11.45V. Các bạn không nên áp dụng trong trường hợp mà những cái IC nguồn led rạng đông ha, tại vì cái nó muốn hoạt động á thì VCC nó câu lên đường B cộng. Những trường hợp này các bạn không nên làm, mà các bạn áp dụng cho mình cái trường hợp VCC của nó khoảng 11.45V. Rồi mình cấp nguồn 11.45V cho đây. Đối với con nguồn led driver này á, thứ nhất các bạn đo tổng trở trước khi mà các bạn cấp nguồn vô. Ở đây mình đo tổng trở chân 5 chân 8 nha, có nghĩa là mình đo cái chân D nè và chân S của MOSFET nằm bên trong IC nguồn led driver này. Đây mình sẽ chỉnh cái thang đo diode, mình đo cái tổng trở của nó trước. Cái này á là một chiều lên kim, một chiều không lên kim. Các bạn đo nguội cho nó an toàn nha. Đây các bạn kẹp vô chân một chân chân số 5 và chân số 8, hai chân bìa. Đây một chiều này á là nó không lên giá trị. Rồi các bạn đảo ngược que đo lại. Cũng chân 5 chân 8 luôn. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị của mình đo được á là khoảng 716 ohm, là trước khi mình cấy nguồn vô á. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cấy nguồn vô nha. Do cái con IC này á, cái chân số 1 của nó là chân nối mát, nối với chân âm của cái tụ 400V, thì mình không cần phải hàng một dây đó. Mình chỉ cần hàng một cái dây chân số 4 nè của IC ra ngoài. Ở đây mình dùng một cái sợi dây đồng ha, mình hàng vào chân số 4. Tí nữa mình kẹp cấp nguồn vô.
Rồi, mình hàng đã xong. Như vậy đối với phương pháp này nè, các bạn chỉ việc cấp cái nguồn rời bên ngoài vào chân số 4 của IC ha. Sau đó các bạn đo tổng chở hai chân số 5, số 8, thế nghĩa là cực D vực S của MOSFET nằm trong IC dao động. Lúc này các bạn đo tổng chở, các bạn thấy nó giảm hơn so với lúc mà các bạn chưa cấp nguồn cho IC. Thì những trường hợp này là các bạn kiểm tra đó là con IC còn tốt nha. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo thử cho các bạn thấy. Đây, đối với cái bao nguồn led driver nãy mình mới hàng cái chân số 4 ha. Mình sẽ cấp nguồn. Giá trị nguồn là 11.45V. Kẹp hai chân. Một là chân mát. Từ chân số 1 nó nói chung với cái tụ 400V cực âm của nó. Còn cái quay đỏ thì mình kẹp vô cái chân số 4 ha. Khi mà các bạn cấp nguồn như thế này á, các bạn tiến hành các bạn đo tổng chở hai chân, chân số 5 và chân số 8, các bạn sẽ thấy cái tổng chở của nó sẽ giảm hơn so với lúc đầu khi bạn chưa cấp nguồn vô. Mình sẽ tiến hành mình đo tổng chở ha. Tại vì cái cách này á, các bạn làm an toàn hơn so với các bạn đo nóng. Vì cái nguồn này á, là nguồn không cách ly. Có nghĩa là cái điện áp mà sau chỉnh lưu á, điện áp trên tụ á, là khoảng 310 DC. Nhiều bạn không cẩn thận á, các bạn đo nóng lại nó chạm tay vô, các bạn có thể bị giật ha. Thì đây á, với cái cách này á, thì mình sẽ hạn chế được cái phương pháp mà đo nóng như vậy. Mình cũng sẽ cấp cấy nguồn vô cho cái con IC nguồn led driver này, đồng thời mình đo được hai cái chân quan trọng nhất là chân số 5, số 8 của nó là MOSFET á, coi MOSFET bên trong nó hoạt động được hay không, tốt hay không. Và mình tiến hành mình đo tổng chở. Cái điện giá trị điện áp là 11.45V nha. Thì ở nhà các bạn không có bộ nguồn này á, thì các bạn có thể dùng cái adapter 12V, các bạn cấp nguồn vô vẫn ok. Rồi ở đây mình sẽ ký nguồn như thế này, rồi mình đo tổng chở. Thì tổng chở của nó, cái giá trị của mình đo sẽ giảm so với lúc đầu là ok, là MOSFET của nó hoạt động tốt. Có nghĩa là con IC này nó tốt nha. Đây các bạn cứ kẹp chân số 5 và chân số 8, các bạn đo tổng chở. Nè các bạn thấy không? Cái giá trị mình đo được khoảng là 5.07 ohm, là nó giảm rất nhiều nha. Lúc đầu là mình đo được là 716 ohm. Nè, em tắt nguồn đi. Đây là cái giá trị lúc đầu, lúc mà chưa cấp nguồn nha. Thấy chưa? Mà khi mà mình ký nguồn vô á, thì cái tổng chở của nó sẽ giảm. Nè, chỉ còn có 507 ohm, 506 ohm thôi. Như vậy kết luận là gì? Cái con IC nguồn led driver này là IC tốt nha. Rồi để mà chứng minh cho điều này á, mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn lại vô. Cấp nguồn trực tiếp 220V AC. Rồi mình xả cái chân số 4 mấy chân
mình vừa hàng di động á, rồi giờ mình cấp nguồn vô, mình đo cái điện áp không tải luôn. Ở đây hai cái chân ổ ra cộng trừ á để cấp nguồn cho cái vỉ led hoặc cái thanh led á, mình sẽ nối vô một cái đầu nối nhanh. Rồi tiếp theo mình cũng dùng một cái dây AC ha, dây phích cắm á, mình cũng nối cấp nguồn vô hai cái chân AC của cái bo nguồn led driver này. Đồng thời ở đây á, mình sẽ đo cái điện áp không tải ha. Cái giá trị ở đây mình sẽ chỉnh mức 1000 ohm DC. Rồi mình kẹp vô, que đỏ, que đen vào cái chân tương ứng của cái ngõ ra bo nguồn led driver. Mình sẽ dùng một cái phích cắm ha. Đây, ổ cắm. Rồi mình cấp nguồn vô. Các bạn đo cái giá trị điện áp không ổ ra không tải ha. Để kiểm tra coi cái con IC này á, cái IC mà mình vừa đo á, coi có nó hoạt động tốt hay không. Đây cái giá trị của mình đo được là 297V. Chế độ không tải. Như vậy các bạn khẳng định là cái con IC này á là tốt ha, bằng cái phương pháp mà kiểm tra MOSFET nè. Ở cái chân số 5 và số 8 bằng cách đo tổng trở với cái phương pháp mà mình cấy nguồn cho IC đèn led, mình sẽ đo được cái con MOSFET bên trong nó hoạt động tốt hay không. Thì con MOSFET nó hoạt động tốt thì tất nhiên là cái con IC này nó hoạt động tốt nha. Đây, cái con IC này nó tích hợp con MOSFET bên trong. Thì cái quan trọng nhất của nó là chính là cái chân 5 chân 8 nè. Một khi một cái con MOSFET này nó bị hư thì chắc chắn là cái con IC này nó hư luôn. Thì đây là cái vấn đề quan trọng nhất mình cần kiểm tra. Rồi và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra MOSFET bên trong IC nguồn led driver ha, bằng phước ký nguồn cho IC đèn led. Đây là cách kiểm tra cơ bản ha. Đồng thời nó sẽ hạn chế được khi mà các bạn đo nóng nó sẽ chạm chập, hoặc là các bạn không cẩn thận nó sẽ gây cho các bạn bị giật điện. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.